Hello, xin chào toàn thể tất cả các anh chị. Hôm nay Trường Anh Auto lại mang đến một mẫu xe nữa rất đẹp mà giá cả thì lại rất là vừa túi tiền. Cái xe này là Matic đời 2007 nha. Xe này bản số Khánh Hòa. Bây giờ em sẽ đi sơ về cái đồng sơn nội thất rồi em quay luôn tất cả cái gầm cho anh chị xem đó ạ. Xe này hồi trước nó cũng bị lỗi điện một chút nhưng mà em đã đưa ra gara cho nó làm rồi. Giờ máy thì chạy bốc rồi, xe cũng mới rửa luôn. Đây là sơ qua về cái đồng sơn của nó đó. Con này được cái đồng sơn nó đẹp nha, sơn rồi rất là bóng bẩy, rất đẹp. Vỏ trước của nó thì còn cỡ tầm 70%, hai vỏ sau hơi mòn nha. Đó, đây là tổng thể con xe ạ. Cái này đăng kiểm 1 năm nha tất cả các anh chị. Đây nè, cái này đến tháng 10 năm 2019 với hết đăng kiểm nha. Đó, anh chị nào mà thích cái xe này mua thì liên hệ với em qua số điện thoại 0961 408 726. Ghế đã được ghế da, ghế nỉ zin theo xe nha. Đó, bây giờ em sẽ đi vào trong cái khoang nội thất ạ. Đó là đồng sơn của con xe này. Xe đẹp nha, không một vết trời nha. Xe rất đẹp ạ. Tại vì xe này cũng đã được tụi em là tút lại rồi. Con này thì vừa hợp vừa với túi tiền của tất cả các chị em mua về tập chạy tập lái chở gia đình. Xe này 5 chỗ ngồi nha. Đây là cái tắp ly cửa theo xe nè. Đó. Kính bấm nha. Đây là kính bấm nè, đó. Có thể bấm lên xuống được nha. Bên kia cũng vậy đó. Đó, đây là kính bấm toàn diện hết nha. Táp lô còn rất đẹp ạ. Xe này là em đang cho nổ máy luôn nha. Bình nè. Máy lạnh là đang mở luôn, là rất lạnh. Đây nè, đây là khoang nội thất của nó. Đây là táp ly cửa bên kia cũng vậy ạ. Xe đẹp ạ. Đây là ghế nỉ. Cái ghế này thì tại vì cũng mới nằm ở gara về cho nó làm điện á, canh chỉnh lại điện hết thì nó có dơ một chút. Nhưng mà anh chị cứ yên tâm, anh chị mua thì em sẽ cho vệ sinh lại cái ghế này là nó sẽ trở thành một cái ghế mới luôn ạ. Nó trở lên đẹp luôn ạ. Đời 2007 thì tay lái trợ lực nha. Đây, rất nhẹ. Đèn còi đầy đủ nha. Ai mua về chỉ có việc chạy thôi. Không phải làm gì hết á. Đó là khoang nội thất trước ạ. Em sẽ quay thêm cái phần khoang nội thất sau ạ. Đấy. Kính kìa. Mở luôn cửa này. Hình như là đây là khoang nội thất sau của nó. Đây cũng là ghế nỉ luôn nha các anh chị. Cái xe này bây giờ mua về là chỉ có việc chạy thôi, không làm gì hết, sàn theo xe nè. Đó. Đây là sàn nỉ theo xe luôn nha. Trần nè, đây là trần nỉ theo xe luôn nè. Nó hơi bị dơ nè, đó. Đây là những cái vết dơ là do thợ nó vô nó sửa rồi nó bôi lên trần á. Nó đen nhưng mà xíu nữa em sẽ cho thợ nó làm vệ sinh lại sạch sẽ. Đó là tổng thể cái nội thất của xe ạ. Đối với cái số tiền này thì anh chị mua về có thể chạy thích hợp cho các chị em phụ nữ. Che mưa che nắng cái con xe này ạ. Đây là phần keo chỉ của nó nè anh chị. Keo chỉ của nó rất là liền lạc nha. Cái này mua về chỉ có việc chạy thôi nha. Matic đời 2007 nha. Đây bây giờ em quay luôn cả cái phần gầm cho anh chị xem nha. Đây là cái gầm của xe ạ. Cái xe này là cái gầm nó không có mục đâu nha. Tại vì em để ngay cỏ này khó quay quá. Em để cái xe ngay cỏ, em quay clip lên nó hơi khó một chút xíu. Cái này là mua về là chỉ việc chạy thôi chứ không phải làm gì hết nha các anh các chị. Em mở luôn cái phần cabo lên coi tiếng máy luôn nha. Tiếng máy thì rất là nhẹ nhàng. Đó, đây là nước sơn của nó nè. Trời thì cũng đã chiều rồi, cũng đã gần mưa rồi.
cho nên là cái màu sắc nó không được đẹp cho mấy, nhưng mà anh chị phải xem xe thực tế thì xe này rất đẹp, vì xe này đã được dọn lại cho nên nó đẹp ạ. Đây nè, đây là tiếng máy của nó nè, đó, xe thì cũng đã được làm lại nhá. Cái này là không có làm đến máy đâu nha, cái này chỉ làm chỉnh lại ba cái dàn điện này. Đây nè, đây là những cái dàn điện này, chỉnh lại những cái dàn điện này nè, nó bị chẹp đó. Máy đang nổ máy nha các anh các chị, anh để test luôn nè, máy rất êm. Cái xe này bây giờ anh chị mua về chỉ việc chạy thôi, không phải làm gì hết, tại vì tụi em đã dọn cái xe này rồi ạ. Dạ, ai mua thì liên hệ với em theo số điện thoại 0961408726. Đèn còi đầy đủ nha, đèn còi xi nhan đầy đủ nha. Dạ, em bán cái giá là 80 triệu. Đây ạ, đời 2007 nha. Rồi em xin chào tất cả anh chị và chúc các anh chị có một ngày thật là vui vẻ ạ. Trời buổi chiều ở dưới đây nó nóng lắm. Em quay xong cái xe này mà em toát mồ hôi luôn. Tại vì hồi nãy em cũng chưa quay được cái gầm, tại vì cỏ nhiều quá, cái máy quay nó bị che hết rồi. Nhưng mà gầm này em cũng đã xem rồi, gầm là không có mục nha anh chị, không có một tí mục nha. Đó. Rồi em chào anh chị nha, ai mua thì alo cho em để được sở hữu em nó nha. Rồi em cũng có thể đi giao xe nha, giao xe cho các tỉnh thành ạ. Dạ rồi, em xin chào tất cả các anh chị ạ.